Em chào anh chị và các bạn đã đến với máy chế biến gỗ Đại Phúc Vinh. Hôm nay tiện lắp đặt một bộ máy CNC 3D 50 ProMaster T4 để em quay giới thiệu anh chị sơ sơ về cái máy này. Đấy, đã kỹ thuật đang lắp đặt cái máy này. Vừa mới xe cẩu lắp đặt hai cái bàn và thì máy đã tương đối lên được cái hình. Đây là hình tổng quát của máy. Máy CNC 50 ProMaster mang thương hiệu Woodmaster của công ty Đại Phúc Vinh. Cái cấu hình cho máy này thì sẽ có hai bàn làm việc. Bàn làm việc có kích thước là 1m3 nhân với 1m7, hai bàn làm việc luôn. Khi mà chúng ta làm việc liên tục thì sẽ có kích thước tổng thể là 2m6 nhân với 1m7. Bên này thì chúng ta sẽ có motor làm việc. Đấy, cái trục Z làm việc này tối đa được 500 nửa mét. Z này đây, hệ thống trục Z có một cái ben trợ lực rất là dài. Trục Z thì sử dụng hệ vít me xoắn này, còn thanh trượt, dây trượt thì đến từ thương hiệu Haiwin Đài Loan. Trục đấy là trục Z, còn đây bên này là trục X. Trục X thì chúng ta cũng di chuyển bằng hệ vít me xoắn của TBI và dây trượt cũng đều đến từ thương hiệu của Haiwin, mặt nạ dây trượt của Haiwin Đài Loan. Đây, toàn bộ là Haiwin hết, một hãng rất là nổi tiếng. Đặc biệt là bàn làm việc này sẽ có cái đồng hồ để thể hiện cái lực hút trên không, sẽ ở đây thể hiện lực hút trên không, áp suất. Bên này thì chúng ta sẽ có phiên bản 2023 sẽ có thay dao tự động, đo dao tự động. Chúng ta chỉ cần nhập lệnh trên thì nó sẽ tự động nó xuống dưới để nó đo dao, lấy tọa độ Z tự động. Bên hộp nút nhấn điều khiển bên trên này có start stop rồi tạm dừng, dừng khẩn cấp. Bên này thì chúng ta sẽ có con cóc để đạp để hít chân không. Bên này là bàn hít chân không này. Đó. Bàn này có thể gắn được cả kẹp để chúng ta kẹp từ trên xuống. Với những sản phẩm nhỏ mà không hút chân không được, chúng ta có thể dùng kẹp được, rất là hay. Bên này cũng tương tự như thế. Đây, bên này là phần hút chân không này. Chúng ta sẽ đấu vào đây này, bơm chân không hút đấu vào đây. Rồi các dây, các nút thì chúng ta kết nối bằng cái đầu cắm nhanh. Đây, để dẫn lên bàn. Từ đây này, lên đây. Rất là tiện lợi luôn. Quay về phần thiết kế của bàn này, bàn trục V. Máy hoàn thiện rất là đẹp, những chi tiết rất là chỉnh chu. Đây, trên bàn nhôm thì có thước để căn ke các vị trí. Đây là bộ hút chân không, thì mỗi bàn sẽ có 6 bộ hút chân không này. Chúng ta sẽ bỏ cái gioăng cao su vào đây. Bàn bên này thì cũng y chang như thế. Máy thân máy rất là lớn, vững chắc, sơn rất là đẹp. Bên phía sau là phần tủ điện của máy. Thì tủ điện của máy gắn liền máy, rất là gọn gàng luôn. Bên này chúng ta sẽ cấp nguồn hơi vào đây. Đây là cái máy lạnh để làm mát cho tủ điện. Bên này là phần phía sau của máy này. Phần tủ điện. Máy option những cái linh kiện cao cấp, hệ điều hành đến từ Osai của Ý, của Italy này. Những cái conductor khởi động từ thì đến từ thương hiệu Schneider. Toàn bộ là thương hiệu Schneider này. CB thì của Silin Đài Loan.
chúng ta sẽ đến với phần bên servo. Đây, hệ thống servo cho 50 thì đều đến từ thương hiệu Jagawa của Nhật Bản. Những cái servo này thì đều có điện trở xả này để hấp thụ cái dòng điện, thắng nhanh, tăng gia tốc cho servo. Bên này có biến tần của Symphonic. Đây là biến tần cho trục spindle motor của Symphonic. Bên này chúng ta sẽ có cái bơm nhớt tự động này. Đây là mạc của máy này. Máy mới về hôm qua luôn, tháng 11 2023. Bên này đi kèm với máy CNC 50 là sẽ bao gồm hai cái bơm chân không, hai bơm chân không của hãng Eurovac đấy, cho hai bạt, hai bơm chân không riêng biệt luôn. Bơm chân không này có công suất là 4 kW này. Đấy, một số linh kiện khác thì kỹ thuật sẽ lắp đặt lên đầy đủ. Bơm chân không dạng khô này chúng ta chỉ cần mở điện lên là chạy thôi, không cần phải đổ nước. Vừa rồi thì em đã giới thiệu anh chị sơ lược với cái máy CNC 3D50 được cung cấp bởi công ty Đại Phúc Vinh. Anh chị có nhu cầu tư vấn, báo giá xin liên hệ công ty Đại Phúc Vinh. Cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video lần sau.